đây là ba lọ gas làm cho kẽm và CO2 một tiếng rồi đó. Bạn thấy nó phản ứng nhanh không? Đây là dùng nước biển, dùng xi nhan đi, chưa có thấy gì hết trơn. Đây là dùng muối kali, bạn thấy không? Mới có một tiếng là nó đầy rồi. Bên đây muối magie, cũng giống như kali vậy đó. Đây là mình làm nano đồng với kẽm, nói ở trên không dùng bóng đèn led, dùng xi nano mà dùng mấy loại muối khác nhau. Ở đây cũng vậy, mình đang dùng nano đồng với kẽm nhưng trong muối kali, nhưng mình dùng bóng đèn led cùng thời gian giống như ba thằng anh kia, nhưng mà không có hiệu quả gì, chưa có thấy hiệu quả gì trong mấy một tiếng đồng. Đây là nước biển, đây là magie, cũng chưa thấy phản ứng gì nhiều. Muối nitơ toàn là CO2 hết trơn mà dùng muối khác nhau đó. Epson bóng đèn led nano đồng với kẽm vẫn chưa thấy gì hết trơn. Cái này cho bạn biết thấy là khi mình làm không có bóng đèn led mà dùng muối magie với muối kali, nó có phản ứng nhanh cấp kỳ hơn những mấy muối khác. CO2 đang đợi nè, mới có một tiếng mấy hả, nên nó chưa thấy gì hết trơn. Nhưng mà khi mình dùng mà không có bóng đèn led, nó ra liền.